những cuốn hồi ký, những kỷ niệm một thời chiến đấu không thể quên. Chiến trường ca thật khốc liệt, mời các bạn cùng đón nghe hồi ký của cựu chiến binh chiến trường ca. Đại đội mình đóng ở bìa rừng, nhìn sang bên kia chẳng cỏ, là nông trường bò, nhưng chỉ còn chuồng, còn bò thì không. Mình về tới đơn vị, hai bà ôm con khóc ròng, rồi lôi đồ ăn đem ra cho mình. Có cả một lon cháo lòng mua ở Katum, vì mẹ mình biết mình thích ăn cháo. Đêm đó, đơn vị cho mượn hai cái võng, hai cái tăng, mình mắc cho hai bà ngủ, giống y như các anh em xung quanh. Đêm nằm, mẹ mình dù gì nói: "Con chịu được không con? Nếu con muốn về với mẹ, đem một bộ đồ. Con thay đồ ra, đón xe rồi trốn về với mẹ, con nhé." Má mình thêm vào: "Về sông bé ở, mẹ lo rồi." Mình nhìn má và mẹ, nhẹ nhẹ lắc đầu, không nói được lên lời vì xúc động. Má mình thấy vậy nói: "Nó không chịu thì thôi, tao với mẹ mày sẽ lên thăm nữa." Sáng hôm sau, đại đội cho phép mình tiễn hai bà ra Katum, cùng đi bộ hơn 2 km. Trên đường đi nói là má với mẹ đừng lên thăm con nữa, ra đơn vị chính thức rồi, ăn uống cũng đầy đủ, con không cần má và mẹ tiếp tế lương thực nữa đâu. Và lại đơn vị con di chuyển liên tục, má và mẹ đi cực khổ lắm, mà chưa chắc đã gặp con. Má mình chỉ nhìn mình rồi gật đầu. Nhưng chỉ một tháng sau, khi mình rời cứ về suối nước trong, cũng cách cứ cũ có khoảng 1.5 km, thì hai bà lại xuất hiện. Lần này lại còn thêm thằng em trai. Đúng là tình mẹ thương con như biển Thái Bình. Lần này mình kiên quyết nói thẳng: "Má với mẹ đừng lên thăm con nữa, nếu không con không thèm viết thư về nữa đâu." Đó là lần thăm cuối cùng của hai bà trong đời lính của mình. Sau khi tiễn hai mẹ về, mình ở lại cứ chuồng bò chờ lệnh quay về chốt, nhưng không sao thấy động tĩnh. Đến ngày thứ ba thì được lệnh phụ anh tổng đài giải dây cho E16. Lúc này đội hình chính thức của sư chỉ có 2E là E4 và E16, trung đoàn 174. Chi tham chiến có J5, hai tiểu đoàn còn lại đang ở núi Thị Vải chưa lên được. Trong đội hình sư còn được tăng cường trung đoàn 2 công an vũ trang. Lúc giải dây cho E16, tranh thủ vô chợ Katum ăn hủ tiếu, mình đã gặp bọn này. Nhìn quân phục nhầu nát, vũ khí cũng như lính bộ binh sư mình, nhưng có đứa còn đeo quân hàm lại màu xanh thay vì màu đỏ. Mình tự hỏi: "Sao kỳ vậy? Công an cũng đi đánh nhau." Sau về hỏi mấy anh lính cũ thì được trả lời: "Tụi công an vũ trang." Mấy ngày sau, có lệnh rời cứ đại đội từ cứ chuồng bò sang suối nước trong. Anh Điều ở chốt kéo quân về. Sáng ăn cơm xong, từ cứ chuồng bò đi bộ khoảng 2 km là sang cứ mới làm nhà, đào hầm, chiều về cứ cũ. Mình được phân công làm anh nuôi cho bê, sáng vác hai cái nồi, gạo, thức ăn. Thức ăn thì chỉ có muối, bột nêm, dầu ăn, bột ngọt, đường. Đi bộ qua cứ mới, trong khi anh em đốn cây, tìm lá trung quân, cắt chanh làm nhà, đào hầm, còn mình thì lúi húi lấy nước để nấu cơm. Vì thức ăn không có nên anh Điều bảo mình xách súng đi cải thiện, ra dãy kiếm gì nấu canh. Mình xách súng, quần đùi cột dây, áo K-74 dài lòng thòng nên mới nhìn cứ tưởng là không mặc quần. Vai thì mang ba lô rỗng, tìm đường ra dãy cũ của dân để tìm cái gì đó nấu canh. Cách cụm rừng đang làm cứ mới khoảng 1.5 km, có một dãy của người dân. Mình ra tới dãy nhìn thấy vườn khoai mì, có những cái nhà tranh nhưng không có người ở. Nhìn ra phía sau có quầy chuối non, mình liền hái bỏ vào ba lô. Chui ra vườn khoai mì, đang lúi húi thì bỗng nghe tiếng người lao xao. Mình vội ngưng nhổ, núp vào vườn mì quan sát kỹ, thì thấy hai chàng du kích, vai mang hai khẩu M16, cùng một bà trạc tuổi bằng mẹ mình, mặc áo bà ba, đầu quấn khăn, vừa đi vừa nói chuyện, tay chỉ trỏ vào vườn mì. Mình sợ quá, biết đây là chủ nhà. Trong ba lô đã có tăng vật ăn cắp, là vài nải chuối non và vài củ mì. Mình từ từ bò theo hướng khác, định đánh bài chuồn, thì nghe: "Ai đó?" Sau đó là tiếng lên đạn của hai khẩu M16. Mình sợ điếng hồn, không biết tính sao, nằm im thì sợ bắn, ra thì sợ bị dẫn về đơn vị kỷ luật. Nhưng cái sợ bị bắn thì vẫn hơn. Mình vội vàng đứng dậy vừa hô: "Tôi bộ đội!"
Dạ, con đi hái mì về nấu canh. Bà má sau khi nghe đã cho mình tự do oánh kích, thật là hú hồn. Sau khi xây dựng cứ mới gần xong thì lại lên đường tham gia chiến dịch K2, lại đánh sang lộ 07, đường từ cứ chuồng bò lên cứ hố bom quá quen thuộc. Bên mình lại phục vụ E4, lúc từ cứ hố bom đi bộ lên. Khi đi qua chỗ trinh sát sư đóng, mình cố quan sát xem cột mốc biên giới chỗ nào, nhưng lại không thấy, vì hai bên đường toàn là rừng. Không biết chỗ nào là đất Việt, còn chỗ nào là đất ca. Vì tiểu đội mình chốt chạm giữa nên luôn cách e bộ khoảng 3 cây số. Đi đến chiều thì ngừng nghỉ ở một phum. Tiểu đội mình đóng ở một nhà sàn nhỏ cách xe bộ khoảng 200 mét. Ở giữa là một con đường bò chạy dọc theo phum. Vì trong phum còn dân là vài cụ già không chạy được, còn ở lại, nên cả bọn được chỉ thị không cải thiện linh tinh, làm chính sách dân vận. Xe bộ đóng ở một căn nhà sàn to đùng, kế bên là một căn nhà sàn nhỏ, có hai ông bà già ca, chỉ nghe tiếng ho sủ sụ, không thấy người. Ăn cơm tối xong, thức ăn chỉ có món ruốc khô. Cả tiểu đội ngồi bên ấm trà, bàn việc bắt gà nấu cháo. Mình được phân công đi bắt. Khu nhà mình ở thì không có gà, chỉ có nhà sàn kế xe bộ, thấy có vài con đậu trên mấy xà ngang của căn nhà sàn. Thế là mình đột nhập vào nhà sàn kế xe bộ. Vừa đưa tay lên thì bầy gà đã bay tán loạn. Mình hoảng hồn ngồi thụp xuống, nhìn theo hướng gà bay và nghe tiếng tằng hắng của chủ nhà trên sàn vọng xuống. Tiếc rẻ, mình mò theo hướng gà bay ra đến bụi tre gai ven đường bò sát xe bộ. Trời tối om nên mình không sợ bị phát hiện. Chui vào bụi tre thì phát hiện một con gà mái. Mình đưa tay trái chụp được thì nó mở miệng kêu quảng quắc. Hoảng hồn, mình đưa tay phải bóp chặt cái mỏ của nó. Liền lúc đó có ánh đèn pin quét sáng loáng từ nhà sàn xe bộ, kèm theo tiếng quát: "Thằng nào bắt gà đấy?" Mình ngồi im. Một lúc sau thấy không có gì, mình liền bỏ tay trái ra, định rút lui thì phạch phạch. Con gà vỗ cánh dữ dội, do mình chỉ nắm nó bằng tay phải, cầm ngay cái đầu, mình vội chộp hai cánh của nó. Trời đất, không có cái ngu nào bằng cái ngu này. Tay trái cầm cánh, tay phải nắm chặt mỏ gà chính giữa hai bàn tay là một cây tre tổ trạng. Bỏ tay phải ra thì quàng quắc, còn bỏ tay trái thì phành phạch. Ngồi suy nghĩ một lúc, mình quyết định vặn cổ con gà cho đến khi nó mềm nhũn ra mới từ từ bò về. Tối đó được một bữa cháo gà, vừa ăn vừa ngó về hướng xe bộ. Ngày hôm sau lại hành quân ra lộ 7. Buổi trưa hôm đó, anh Minh nghỉ nấu cơm ăn tại một cánh rừng ven lộ 7. Ăn xong lại được lệnh chuẩn bị dải dây phục vụ Z3E4 đánh phum sở 3 bắc lộ 7. Lại đi bộ dọc lộ về hướng tây. Đến gần chiều thì gặp E4 tại ngã 3 vào sở 3. Nghỉ ở đây đến khuya thì bắt đầu hành quân. Đường vào phum sở 3 là một con đường nhựa. Hai bên đường là cánh rừng cao su bạt ngàn. Đội hình đi hàng 1, đi giữa hai hàng cao su cách đường nhựa một đoạn. Trời tối mịt nên chỉ bám theo bóng lờ mờ của người đi trước, vài mang ba lô, hai cuộn dây, một khẩu AK, bao xe ngực, ruột tượng gạo, nhưng vì được dừng lại nghỉ liên tục nên thấy cũng khỏe. Đoàn quân cắm cúi đi trên tầng lá khô dày khoảng một tấc, xung quanh im lặng như tờ, chỉ có nghe tiếng thình thịch của bước chân và xào xạc do dẫm lên lá khô. Bỗng có tiếng rít nhẹ trong cổ họng từ phía trước mặt: "Thằng nào ở phía sau, giơ chân lên đi, cứ lề sột soạt, giơ chân lên cao mà đi." Thì ra do thói quen dân thành thị, mình lê bước chân sát mặt đất nên gây ra tiếng động lớn do lá khô, vội vàng giơ chân cao mà đi. Khoảng 4 giờ sáng thì đội hình dừng lại, nghỉ hơi lâu, chắc là trinh sát đang bám đường. Mình chui tọt xuống một cái hố to bằng một nền nhà nhỏ, vấn điếu thuốc dê, móc hộp quẹt ra rồi mồi thuốc, thì nghe tiếng quát nhỏ: "Thằng nào hút thuốc đấy, muốn chết à?" Lúc này mình đã lỡ mồi thuốc xong, thôi thì chui vào góc hố, bụm tay che lại cho hết. Hút xong điếu thuốc thì phía trước dậy lên nhiều tiếng nổ ầm, xen lẫn một loạt AK, từng ánh chớp sáng bừng lên. Không có tiếng súng, chỉ nghe toàn tiếng nổ như lựu đạn hoặc mìn. Mình ló đầu ra khỏi hố quan sát xung quanh. Mỗi gốc cao su, một ông nằm dài ngóng cổ nhìn về phía trước.
phía có tiếng nổ, nhưng có thấy gì đâu. Tiếng nổ dậy trời được 3 phút thì im lặng. Mình, anh Nở và hai chàng không biết đơn vị nào cứ ngồi dưới hố mà chờ. Trời vừa tờ mờ sáng, bên kia đường bỗng vang lên tiếng cưa cây và tiếng cây cao su đổ. Thì ra tụi cối tám đang phát quang xạ giới, chuẩn bị bắn hiểm trợ. Rồi tự nhiên có lệnh tháo súng đi tiếp. Đi lên phía trước khoảng 150 mét, bên trái đường nhựa có xếp 3-4 phuy chất đầy đất. Phía sau thùng phuy là một giao thông hào, nằm vắt vẻo trên giao thông hào là một xác thằng địch. Đi tới khoảng 150 mét nữa, bên phải đường có một dãy nhà giống như nhà kho lập tôn, xen lẫn phía trong là một số nhà sàn, lại được lệnh dừng lại mắc máy phục vụ và chờ. Khoảng 2 tiếng sau lại lên đường tiếp. Vừa đi vừa giải dây dọc theo đường, khoảng 3 km thì tới một phum nhỏ. Tiểu đội dừng lại bên ngoài căn nhà tôn, dê bộ đóng tạm ở hiên nhà. Căn nhà nằm trên một triền dốc, nhìn xuống một cánh đồng. Xa xa có một con đường đất đỏ. Lúc này hai oát tiểu đoàn lên máy liên lạc với đại đội. Lần đầu tiên mình nhìn thấy máy 71 của Trung Quốc. Nó lích kích, không giống PRC-25, máy 2W mà C-1 mình dùng. Màu nó màu xám, khi làm việc để cố định, tai nghe và nói riêng. Thông tin dê cũng dùng mã lạ quá. Nó toàn đọc tên các tỉnh, khác với mã toàn là số của C-1. Ở đây đến chiều, thì tiểu đội được lệnh quay về phum hồi sáng để lập một chốt giữa nghỉ đêm. Lúc được lệnh đi, thì mỗi chàng trong tiểu đội mình trên tay đã xách hai con gà. Mình thấy vậy cũng giương súng nhắm vào một con đang đứng xa xa. Con gà nhảy dựng lên rồi bay mất tiêu, để lại một chân và một cái lông tơ. Mình nhắm thẳng con gà, nhưng vì khoảng cách có khoảng 40 mét nên đạn ăn xuống, kết quả là chật lất. Đường về phum chốt giữa đi rất khỏe vì trên vai không còn hai cuộn dây. Đêm đó bốn thằng ăn 5 con gà luộc trải trên lá chuối, một mâm rau sống toàn xà lách, rau thơm, hành luộc hái ở bìa phum, tối ngủ khỏi phải gác. Rồi sáng hôm sau lui quân về lộ 7, rút về đóng ở một căn chòi lá nằm ở ven lộ, được lệnh khẩn cấp thu dây chờ xe trở về nước. Lần này về gấp gáp nên không kịp dự trữ lương khô như trước. Nghe lỏm do Pol Pot thưa ra quốc tế nên ta phải rút quân khẩn về nước. Có đơn vị vừa nhổ quân thì thấy đằng xa có một tốp dân ca vừa chạy theo vừa la: "Còn tóc Việt Nam ui, Trầm Chi Cun, Cà Phù Chia, Tam Phòn." Lần này có một số dân ca theo về Việt Nam tị nạn, lại về cứ suối nước trong. Tiểu đội mình thuộc phân số dự trữ nên ở gần mặt trời suốt thời gian này. Nhưng quân dự trữ lại là cực nhất, vì sống thì sát đại đội nên gò bó. Nhưng ở đâu có im, mình rút đến đâu địch bâu bám tới đó. Mới về có vài ngày là các đơn vị phía trước đã có nổ súng do các toán thọc sâu tập kích của miên. Vừa về cứ 2 ngày, cả tiểu đội mình được lĩnh phụ cấp nên xin cả 4 mạng mình. Anh Nở, Khinh và một tay nữa mình quên tên ra một quán ở gần chợ Ca Tum nhậu một trận. Nhậu say quá phải ngủ lại đến chiều. Trời vừa sập tối, cả bọn ngật ngưỡng đi về. Vừa ra khỏi quán thì gặp anh Xây xách súng đi kiếm. Anh Xây nói: "Ở nhà lo sốt vó, biểu tao đi kiếm vì tụi bay xin đi chợ mà từ sáng đến chiều không về." Đường từ quán về đơn vị hơn 3 km đường rừng, vừa đi vừa lo. Nhưng về thấy không ai nói gì, khi nghe anh Xây báo cáo chắc cũng thông cảm cho cánh lính lác. Ở cứ được một thời gian ngắn thì trong B xảy ra hiện tượng đảo ngũ và đau mắt để được đi viện. Không biết làm thế nào mà mắt các huynh đó cứ đỏ hoạch lên như đau mắt hột, mù da kèm nhèm. Y tá đại đội cũng bó tay, phải cho đi phẫu sư. Một đi không trở lại, và rồi lại lên đường. Chiều hôm đó được lệnh giải dây từ tổng đài lên để phục vụ D2E4 trên khu nhà tôn phía bắc sân bay Ca Tum. Dây này bị bọn miên áp sát nên sư trực tiếp chỉ huy. Từ đường dây ra trục E16, nối vào vừa đi vừa giải dây, cắt về hướng D2. Phụ trách toán là anh Cảnh bê phó. Cả toán đi có anh Xây, anh Nở, Khinh, Quách Thân và mình. Khởi hành từ 9 giờ tối, giải vừa xong 4 cuộn dây thì lạc đường.
Đường đi tối thui, xuyên qua một chảng cỏ có nhiều đường bò cắt xen kẽ, nên đi theo hướng này tới suối không có lối đi lại thu về. Lại theo lối khác, giải hết 4 cuộn dây nữa thì phát hiện đường dây cắt ngang lối đi. Máy mắc vào im lặng, nghe một lúc thì có tiếng Việt. Hỏi thì biết đường dây của G1 xuống đại đội. Lại thu dây về chỗ cũ. Lần này ngồi chờ anh Cảnh và hai người nữa cắt đi tìm đường. Ngồi giữa trạng, có thuốc dê và hộp quẹt hết đá. Cả bọn ngồi ngắp vặt. Mình nảy ra sáng kiến, dùng máy quay nối hai đầu dây cho nẹt lửa, móc ruột hộp quẹn ra kê sát vào rồi. Có lửa phì phà thuốc. Chờ một lúc thì anh Cảnh quay về với khuôn mặt đăm chiêu. Vì cắt hoài không ra chỗ suối có cầu vượt, mặc dù đi dọc suối khá lâu, đành ngồi chờ anh Cảnh điệu về phía sau, nghe báo cáo và nghe chửi. Ở tổng đài tức tốc cử hai người ra, lại lên đường. Đến được bờ suối có gốc cây lớn bắc qua thì trời đã tờ mờ sáng. Hai người tổng đài rút về, cả toán lặng lẽ vừa giải dây vừa băng qua cầu. Vừa qua cầu thì đường lên một dốc hơi cao, hết dốc khoảng 100 mét là ra tới đường lớn. Dê bộ ở một căn nhà kho lớn không vách, chống xoác xế về bên phải bên kia đường. Trong khi chờ nối dây cuộn mới, mình liền tiến về phía trái hơn 20 mét, đứng lên một ụ mối để quan sát ở phía trước. Thì cốc oanh, một trái M79 nổ sau mình khoảng 15 mét sát vệ đường. Cả bọn vác ba lô chạy băng qua lộ về hướng dê bộ. Đến dê bộ báo cáo thông tin sư mắc dây xong, mắc máy để chờ liên lạc. Điện báo về tổng đài đường dây đã thông. Dê bộ cử người ra bố trí hầm và phân công gác một hướng. Phía hướng gác là đồng trống xen kẽ nhiều ụ mối lớn. Xa xa là một cụm rừng. Hầm đang có ở giao thông hào, thông với dê bộ đàng hoàng. Chiều về bắt đầu có tiếng súng rộ lên từng chập, phân biệt rõ tiếng đạn toàng toác của địch và tiếng bắn trả của ta. Thỉnh thoảng bức tường đất của căn nhà tranh cách hầm khoảng 25 mét tung bụi lên vì đạn nhọn cắm vào. Đêm xuống DK địch bắt đầu bắn cầm canh. Ở bìa rừng phía trước nháng lửa sáng lên một lúc thì ung oanh, DK đi thật nhanh, tiếng đề pa và tiếng nổ liền nhau. Đến 11 giờ đêm thì tự nhiên có lệnh thu dây, rút quân. Lại lọ mọ thu dây, rút theo lối cũ. Tiếng súng cứ thi thoảng rộ lên sau lưng. Vừa qua tới bờ suối bên kia thì lại ầm, ầm. Hai quả cối 6 nổ lên tù tì, cách chỗ cả bọn đang lúi húi vừa đi vừa cuốn dây khoảng 40 mét. Cả bọn nằm dạp xuống, ngóc đầu dậy, vừa cuốn dây vừa chạy, rồi cũng về được tổng đài. Răng võng nằm ngủ mà bụng lại đói meo. Vài ngày sau, đơn vị mình nhận tân binh, toàn quê ở Thuận An, Sông Bé, nhập ngũ tháng 11 năm 77. Tiểu đội mình nhập một tay hơi cứng tuổi, có chiếc răng vàng mà mình đã quên mất tên. Vậy là mình đã trở thành lính cũ. Nhận xong tân binh, ở cứ chỉ được vài ngày, lại khăn gói lên đường. Lần này phục vụ ở tiểu đoàn 3, E4, đánh tái chiếm một làng ở phía bắc sân bay Cà Tum. Lần này xuất phát từ cứ buổi sáng, đi chung có hai chàng 2W của C1 mang PRC-25. Buổi trưa ăn cơm ở trạm tổng đài, chiều đến một khu nhà kinh tế mới của dân. Toàn là nhà tranh vách lá hoặc vách đất nhưng không có ai ở. Nấu cơm xong thì anh điều B trưởng kêu hội ý quán triệt nhiệm vụ. Nhiệm vụ là giải dây phục vụ G3, đánh vận động. Chỉ có thế mà cũng phải hội ý. Một chàng 2W sau khi hội ý xong đã nói nhỏ với mình: "Chả điều nguyên tắc bỏ mẹ, ở đây mà còn hội ý với rào bàn." Quân số phục vụ gồm hai chàng vô tuyến 2W, cả tiểu đội mình, anh Dị A trưởng, anh Xây A phó, anh Nở, Khinh, mình và tay lính mới quê Dị An. Anh Điều thì phụ trách chung. Chờ đến giữa đêm thì bắt đầu hành quân, đi xen kẽ với đội hình G3. Toàn đội hình đi hàng một, vừa đi vừa giải dây. Trời không trăng nên chỉ theo bóng người phía trước mà bước tới. Trên vai mình chỉ hai cuộn dây, một AK bao xe ngực, không ruột tượng nên tương đối nhẹ. Hai bên đường mòn loáng thoáng băng qua dãy mì, xen lẫn nhà tranh kiểu nhà kinh tế mới. Đường đi thỉnh thoảng nghỉ. Có một lúc vì trời tối quá nên người đi trước bị lạc, mất dấu người đi trước
phải dừng lại. Đường đi có cảm tưởng ngoằn ngoèo, vòng vèo vì phải quẹo qua quẹo lại. Xung quanh là nhà lá, xen lẫn dãy mì, dãy hoang. Phía trước thấy đứt đuôi, phải quay lại dẫn lên. Đi một lúc thì phía sau có tiếng cú kêu 3 tiếng, chắc bị mất dấu nên gọi phía trước quay lại. Đến khoảng 5 giờ sáng thì đội hình dừng nghỉ ở tràng trống. Xung quanh có rất nhiều ụ mối, to có, nhỏ có. Trời tối lờ mờ, vì dừng nghỉ hơi lâu nên mình thèm thuốc, liền móc bịch thuốc dê ra vấn một điếu. Vừa che tay quẹt cái thứ nhất, hộp quẹt chưa cháy, quẹt cái thứ hai cũng chưa cháy. Mình định cầm hộp quẹt rũ rũ cho nó xuống dầu, thì cốc. Cái đầu không đội nón của mình bị một gậy le gõ vào, kèm theo tiếng rít trong cổ họng. Mày ngon, bò lên vài bước nữa mà hút thuốc. Đế mẹ mày. Ngước lên nhìn, mình thấy một ông vai đeo sợi dây, có khẩu K54 lòng thòng, tay cầm gậy le cứ dứ vào mặt mình. Người rong ròng cao, ốm ốm. Mình hoảng hồn, nín thinh, vội vã nhét thuốc, hộp quẹt vào cái túi áo. Cái ông vừa gõ đầu mình liền bỏ đi. Ra phía đối diện thì thầm gì với vài người. Tất cả đều lom khom tản ra trong đêm tối. Mình liền thì thào hỏi tanh lính ngồi kế bên. Nhìn lạ mặt, chắc lính D3. Mà ông là ai nhở? Đại trưởng đấy. Trời vừa tờ mờ sáng thì tự nhiên nhiều tiếng rít qua đầu và ầm ầm. Phía trước mặt dậy lên từng bựng khói, không khí xung quanh như đặc lại. Tai mình không còn phân biệt được đâu là tiếng nổ, mà chỉ thấy từng bụi khói bốc lên. Mình nhào tới một ụ mối ở trước mặt, nở lao theo mình. Sau 3 phút pháo bắn cấp tập, hình như pháo đã chuyển làn. Nhìn xéo về phía trước bên phải, cách khoảng 30 mét, cái ông gõ đầu mình núp sau một ụ mối. Sau một lúc, ông đứng thẳng dậy, tay phải cầm khẩu K54, tay trái cầm cây gậy, nổ 2 phát, miệng hô xung phong. Liên sau đó là dàn hòa âm xung phong. Mình ông giơ tay khoác khoác và lom khom chạy về ụ mối trước mặt. Thấy đội hình dâng lên, mình cũng chạy theo lên một ụ mối trước mặt và nằm xuống. Lúc này tai mình thì điếc đặc, không phân biệt được tiếng nổ nào ra tiếng nổ nào. Chỉ thấy từng bụng khói cao lên. Nằm ở ụ mối thứ hai, sau một lần nghe dàn hòa âm xung phong nữa, mình lại chạy lên, lồng qua một gốc cây to, đường kính khoảng 1,5 mét. Mình và Nở chúi xuống một ụ mối, cách cái cây ngã khoảng 20 mét. Đến lúc này thì như địch đã tỉnh trí, từng bụng khói do cối 6, cối 8 đã nổ sau lưng mình. Đường đạn nhọn, đỏ lư bay ngược lại, cao từ tầm ngực trở lên. Cả đội hình phía trước hình như dừng lại, chúi vào các ụ mối, nhìn chếch về phía trước bên phải, thấy một chàng, chắc là y tá, đang núp sau một ụ mối, cứ lúi húi cởi quần áo cho một ông, đang nằm dài như còn ngóc đầu dậy, ngó vào mông mình. Nhìn về phía sau, phía cây đổ, ló lên anten của tụi 2W. Liền sau đó, một đường đạn đỏ bay sát trên gốc cây, có viên cắm vào mép trên của gốc cây văng đổ tứ tung. Đến lúc này cả đội hình dừng lại, không tiến lên được nữa. Liền lúc đó, hai đường đạn lửa từ phía sau bỗng xuất hiện. Đường đạn hơi cao qua đầu người, nhưng đi liên tục. Mình quay lại hỏi, Nở, ủa sao lại có đạn bắn lên? Một cái lắc đầu. Không bao lâu thì phía sau xuất hiện 3 chiếc M113 và mấy khẩu 12 ly 7 trên xe bắn dữ dội về phía trước. Nhưng xung quanh xe cũng xuất hiện nhiều bụng khói do DK cối 8 địch bắn nhưng không trúng. Sau khi xe M113 lên ngang hàng với mình thì tiếng súng đã giảm bớt. Nhìn về phía phải, thấy một người vác trên vai một chú áo xanh, tay chân lòng thòng, chạy nhanh về phía sau, tiến lên một ụ mối nữa. Lúc này mình đã nằm ngang hàng với tay cởi quần, tay này nằm úp ở ụ mối kế bên. Nhìn kỹ thì thấy mông hắn mất một miếng thịt to, có một lỗ nhỏ, như dùng một chiếc đũa xiên từ bên này qua bên kia mông. Trong lỗ đó có 2 khoanh tròn cầm máu do y tá bỏ vô. Vết thương không băng được vì chắc là mất máu. Hắn ta quay lại nhìn mình, mặt nhăn nhăn. Tự nhiên hắn ta buột miệng nói, thương đại trưởng quá, chắc anh không qua được rồi. Viên đạn xuyên qua ngực anh, ngọt quá. Mình sực nhớ cái anh áo xanh được vác trên lưng chạy về phía sau này. Sau trận đánh, mình hỏi kỹ, thì đúng là cái ông gõ đầu mình bị một viên đạn nhọn xuyên qua nách chỗ qua bên kia lúc ông đứng thẳng hô xung phong đợt 3.
Sĩ quan cấp đại đội là cấp phải gương mẫu và gan lì tướng quân nhất. Khoảng 10 phút sau thì tiếng súng giảm dần. Mình cuốn theo đội hình dâng lên phía trước. Đi lên khoảng gần 100 mét thì tới hầm tiền tiêu của địch. Cũng giao thông hào chạy ngang nối các hầm. Cũng hầm chữ U, hầm chữ Z. Càng đi tới càng xuất hiện hầm thùng của cối. Chắc đơn vị này cũng trên đại đội hoặc cỡ tiểu đoàn thiếu nên có cả DK. Địa hình xung quanh toàn tràng trống, xen lẫn với ụ mối. Đến một hầm thùng nho nhỏ. Cả toán tập hợp lại, nghe anh Điều phân công. Anh Dị, mình, anh Xây, Nở và tay lính mới Răng Vàng. Ở lại lập chốt, Khinh, anh Điều và hai chàng hai oát tiếp tục theo dây bộ. Ở lại cái hầm dưới một tảng cây lớn, tiếng súng vẫn nổ lẹt đẹt ở phía trước. Thi thoảng có tiếng rít của pháo lớn và bựng khói nổ sát bìa rừng bên phải. Được một lúc sau thì từ phía đó có tiếng động tương tự tiếng chân người. Một chiếc áo xanh đi có một chân. Chân bên phải máu chảy ròng ròng, nhảy lo co theo đường dây xuất hiện. Vừa thấy bọn mình, anh ta hô: "Thương binh, thương binh!" Rồi ngồi phệt xuống đất. Anh ta liền nói: "Mấy anh có võng, cáng tôi vì phẫu." Anh Dị liền phân công Nở và tay Răng Vàng lấy võng, tìm đòn cáng anh ta theo đường dây về phía sau. Nói thật, lúc đó, khi anh Dị chỉ vào Nở và tay kia, mình mừng mừng, trong bụng, nhưng không dám biểu lộ. Vì phẫu thì ở đâu đâu, mà khiêng võng thì mình đã từng oải vô cùng. Rồi ở đó được 2 tiếng, có lệnh trong máy, quấn dây, thu quân. Về tới đơn vị thì trời đã về chiều. Tối hôm đó thì Nở và anh Răng Vàng, Khinh, anh Điều cũng lục tục kéo về. Vừa về tới đơn vị, mình đã nghe hỏi về vụ bắt sống được thằng Miên Què, nhưng có biết gì đâu. Sáng ra mới hay, anh Điều và Khinh đi trước với tiểu đoàn bộ. Bộ binh đánh ở phía trước, hai ông đi phía sau. Qua một ruộng mía thì phát hiện hai thằng Miên chém về trong đám mía. Một thằng bị thương ở chân không chạy được, còn một thằng khỏe nhưng không bỏ đạn, giữ B-40. Khi bị phát hiện thì nó táng cho Khinh một quả B-40 rồi bỏ chạy. Nhưng hên bay qua khỏi đầu, nổ ở phía sau. Anh Điều và Khinh xông lên bắt sống thằng Miên bị thương. Khinh tịch thu được không điếu ARA rồi bàn giao cho bộ binh quăng lên xe M113. Rồi những ngày ở cứ suối nước trong để củng cố, ngày cơm ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Trong lúc trà dư tửu hậu, anh Cảnh vừa nói vừa cười với mình. Lúc đi họp chi bộ, tao bị đánh giá là chưa an tâm tư tưởng vì cái vụ đi lạc bữa trước. Đúng là khó thật, có ai muốn đi lạc đâu. Rồi cũng chuẩn bị húc tiếp. Lần này bê mình lại đi theo E4 đánh vu hồi lên cái phum gì ở Bắc Tràng Cha Rì. Đánh vu hồi là đi bộ mệt nghỉ. Khởi hành từ sáng sớm, hành quân băng qua lộ chính Cà Tum. Đi được 5-6 cây số thì Khinh tự nhiên phát bệnh đau mắt. Mình được phân công bàn giao dây máy lại, dẫn Khinh quay lại tổng đài. Đường quay lại mình giận Khinh vô cùng. Dẫn đường người mù, đi chậm mà tới nơi xong, đuổi theo đội hình chắc chết mất. Đến tổng đài thì có anh Thuấn, Long chuẩn bị đuổi theo đội hình. Mình được bổ sung một cuộn dây và chỉ thị tháp tùng anh Thuấn đuổi theo đội hình phía trước. Đường đi thì có 3 người, cứ cắm cúi mà đi. Đi đến chốt giữa đầu tiên thì đã gần chiều, tưởng được mắc võng nghỉ ngơi. Sau khi liên lạc với phía trước đã nói, thu xếp đi tiếp lên chốt trên, cách đây 7 km. Mình buột miệng nói: "Ủa, gần tối rồi, sao anh không xin ngủ ở đây, mai đi?" Anh Thuấn nói: "Lệnh phải đi liền, lên chốt trên. Đây là lúc phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên." Lại cắm cúi đi. Đi được khoảng 2 km thì đến một doanh trại cải tạo cũ, nay không có ai ở. Rồi ra một con lộ đỏ, đi dọc lộ đỏ khoảng 1 cây số lại chui vào rừng le. Lúc này cả ba đã thấm mệt nên nghỉ liên tục. Anh Thuấn mắc máy vào đường dây, hỏi chốt trên coi gần đến chưa thì được hỏi lại là: "Đến lộ đỏ chưa?" "Đã băng qua 1 cây số. "Vậy gần tới rồi, cứ đi theo đường dây." Lại cắm cúi đi: "Gần tới nơi rồi mà." Đi hoài không thấy. Đang đi thì giật mình, có một con chim rất lớn đậu sát đường mòn. Long đi trước tới mình, đi sát con chim thì nó vỗ cánh phành phạch bay lên. Theo phản xạ, Long cầm súng ngồi thụp xuống. Mình cũng giật mình làm theo. Nhìn ra con chim bay lên, Long bụt miệng:
Để mẹ nó, làm giật mình, rồi quay lại cười trừ. Cuối cùng thì trời cũng vừa tối, cũng là lúc đến chốt. Mình mắc võng nằm ngay vì quá đuối sau một ngày đi bộ. Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ thì lại được lệnh quay lại. Đã nổ súng để cho chốt thu dây. Cả ba quay lại đường cũ. Lần này ra tới lộ đỏ, anh Thuấn đi miết trên lộ, không rẽ trái theo đường dây về tổng đài. Mình cũng cắm cúi đi theo mà không hỏi. Đi đến quá trưa thì anh quẹo phải theo đường bò khoảng 600 mét, thì đến một chốt chặn của G25. Một đại đội của G25 đóng chốt ở đây hơn 10 ngày qua, được lệnh ngừng nghỉ chờ tại chỗ. Ngồi dưới giao thông hào, nghe lính công binh tả cảnh giữ chốt của mấy ngày trước, mình mới biết tại chỗ mình ngồi này, ngày hôm qua còn là trận địa chốt rất ác liệt. G25 bàn giao thay cho bộ binh, để bộ binh rút ra củng cố. Trước chốt là một con đường bò chạy tới tràng Trà Rì. Tụi Pol Pot áp sát chốt quấy rối liên tục. Công binh sư nói chỉ từ sáng đến giờ mới dám lên trên ngồi vì đã nổ súng ở phía trước, chứ ngày hôm qua thì toàn rúc xuống giao thông ào. Ngồi đến chiều thì toán quân ở đại đội cũng ra, cộng cả ba người mình thì cả toán cũng có hơn 10 người, do anh Hùng xê trưởng trực tiếp chỉ huy. Có anh Cảnh bê phó trong toán. Nghe anh Hùng hỏi tụi công binh tình hình đường phía trước chốt và cách bố trí đội hình đi cẩn thận, mình biết là lại cắt thẳng lên E4 rồi. Chuẩn bị xong xuôi, chờ trăng lên khoảng 10 giờ đêm là lên đường. Đội hình đi rất thưa, mình được ưu tiên không mang dây vì đi trong toán đi đầu 3 người. AK cầm sẵn sàng, không mang trên vai. Đường đi có trăng nên thấy rõ phía trước. Hai bên đường là rừng le, vì được phổ biến là khu vực có mìn nên chỉ đi giữa đường bò. Người theo sau giấu chân người đi trước. Đi thưa cách nhau 5 mét. Đường đi tờ mờ, đi rất chậm vì phải chờ phía sau, vừa đi vừa giải dây. Xung quanh im lặng như tờ, thỉnh thoảng phải ngưng lại chờ phía sau vì mắc nối dây, đổi quận mới. Hết 8 quận dây thì bắt đầu tới trảng. Nhìn trảng dưới ánh trăng dài ngút tầm mắt, xa xa hàng cây xanh thẫm. Anh Cảnh tiến lên dẫn đầu đi men theo bìa trảng. Đi gần hết, cách hàng cây xanh thẫm khoảng 100 mét thì có tiếng quát. Ai đấy? Cả đội hình hoảng hồn, dừng lại ngồi thụp xuống. Thông tin đây. Thông tin sư phải không? Đúng, thông tin sư đây. Lúc này nhìn trách về phía trái cách 80 mét, lố nhố nhiều bóng người đứng dậy, giơ tay vẫy. Anh Cảnh liền đổi hướng cắt thẳng vào đám người đó. Đi đến nơi mới thấy có khoảng 10 anh bộ đội, nai nịch súng ống tận răng, đứng dưới giao thông hào lẫn trên mặt đất, tư thế sẵn sàng choạc nhau. Tụi này được điện báo có thông tin sư cắt rừng thẳng hướng này. Quan sát thấy mấy ông vừa đi giải dây, nên đoán là mấy ông vừa đi theo đường này khoảng 1,5 cây, thì tới trung đoàn bộ. Đường đi từ đó đến trung đoàn bộ thật thoải mái. Anh Hùng nói nhỏ với anh Cảnh, hồi nãy đi trong đám rừng, tụi công binh, tao chỉ sợ dính mìn. Anh Cảnh gật gù không nói gì. Mình nghe xong mới thấy sợ, hồi nãy có thấy gì đâu. Đi đến điểm thì đã 4 giờ sáng, mình mắc võng nằm lăn ra ngủ. Sáng hôm sau dậy ăn cơm sáng với cháo, nước tương chiến lợi phẩm. Tụi đi theo e bộ cho mấy chai nước tương và vài hũ cháo của địch, chắc đây là phum hậu cần. Lại có lệnh quay về lập chốt trong cụm rừng tối hôm qua. Công binh sư đã già mìn thông đường, xe cứu thương và xe tiếp tế đã lên tới e bộ. 4 mạng, anh Xây, Nở, Thắng và mình. Anh Cảnh quay về đường cũ, đi vào rừng khoảng 2 km. Anh Cảnh chọn một hố bom có nước cách đường bò khoảng 50 mét để lập chốt. Chưa kịp đào bếp nấu cơm thì dây bị đứt hướng về tổng đài. Nở và Thắng xách máy đi sửa dây. Mình ở lại xách nước nấu cơm. Được nửa tiếng sau thì anh Xây nhận điện phải vác quận dây dự phòng ra tiếp cho Nở. Đường dây liên lạc về phía tổng đài vẫn tắc, không biết chuyện gì mà lâu quá không khắc phục được. Đến trưa thì anh Cảnh cũng vác ba lô đi về hướng dây bị đứt. Sau khi dặn mình, mày ở lại trực máy. Đang nằm võng thiêu thiêu ngủ thì bỗng có hai người lù lù xuất hiện sát bên. Nhìn kỹ thì anh Kế tiểu đoàn trưởng, gọi là anh chứ thật sự ông già gần bằng tuổi bố mình. Mình nói, ủa
Thủ trưởng đi đâu vậy? Nhìn ông mặc quần áo lấm lem bụi đất, mồ hôi nhễ nhãi, tay đi cùng là liên lạc tiểu đoàn. Ông không trả lời mà móc ra cho mình một điếu thuốc có cán vàng vàng, rồi hỏi ngược lại. Ở chốt có một mình à? Dạ, mấy anh em đi sửa dây hết. Nhìn nồi cơm còn nguyên, ông hỏi tiếp. Vậy chưa ăn cơm à? Dạ, mấy anh chưa kịp ăn cơm. Anh có ăn luôn không? Ông lắc đầu và nói. Có nước cho anh một miếng. Mình vội lấy nồi nước gạo rang, múc ra chén sắt đưa cho hai người. Vừa ngồi uống, ông vừa nói. Đường dây mà mất liên lạc lâu quá, sư la quá, chắc phải giải đường mới. Mình không biết ất giáp gì, cũng dạ. Sau này mới biết, thì ra xe ủi bánh xích quân khu ủi hai bên đường cho rộng ra, đã cán lên toàn bộ đường dây. Dây điện mà xe xích cán lên thì chỗ đứt chỗ chập, nguyên 3 cây số giải dây mới, đến chiều mới thông liên lạc lại được. Tiểu đoàn bị kiểm điểm. Kiểm điểm là chuyện bình thường, vì không hoàn thành nhiệm vụ giữ vững thông tin liên lạc là mạch máu của cơ thể. Sau này đã chiếm sông Sơ Long xong, có một đêm đường dây từ sông Sơ Long lên phía trên bị địch cắt phục kích, điện 2W báo về và nói rõ một xe tải G29 bị bắn từ chập tối, nhưng lệnh sư vẫn buộc tiểu đoàn nối thông dây trong đêm vì đang triển khai kế hoạch chiến đấu. Khẩu lệnh là dù có hy sinh đến người cuối cùng cũng phải thông đường dây ngay trong đêm để đảm bảo triển khai kế hoạch chiến đấu vào ngày mai. Trên sẽ cho một tổ trinh sát bám địch mở đường. Hên là sau khi bắn xe G29 xong, nằm chờ lâu quá, có lẽ nó sợ nên tự rút. Khi đơn vị lên nối dây thì bình an vô sự. Rồi những ngày tiếp theo là chốt phục vụ, đường dây được anh điều cắt thẳng đi trong rừng, không dọc đường nữa nên không còn đứt. Mình được lên đóng ở phía tây chảng Trà Rì vì bỏ chốt giữa. Đóng ở bìa chảng cực vô cùng vì bắt đầu vào mùa mưa, gió mạnh làm rách tăng hết trơn. Cái chảng này sao lắm hố bom vậy, những hố bom đầy cá. Anh điều chỉ mình cách giả cá bằng lựu đạn M67, vặn kíp ra đốt cũng hiệu nghiệm lắm. Chốt nhàn vô cùng vì không bị đứt, nhưng chỉ vài ngày E4 rút ra củng cố thay bằng E429 đặc công. Lính đặc công ăn mặc lạ, toàn quần áo giản dị, mũ vải cũng giản dị, nhưng mà hết lính sao mà kêu lính 429 lên chốt. Chỉ được vài ngày là chốt bung. Nhìn cảnh e trưởng già lụ khụ ngồi động viên đám lính vác súng từ chốt về, sao lại thấy thương lạ. Thương ông già nói năn nỉ, cũng thương mấy anh lính, toàn là lính cũ 73, 74, vì đặc công mà kêu chốt. Lý lẽ mà mấy anh lính đưa ra khi vác súng bỏ chốt, đặc công mà kêu chốt chặn, rồi cũng phải xách súng quay về chốt thôi. Ở chốt 429 không bao lâu thì thọc sâu tiếp. Lần này đi thọc sâu bên trái chảng Trà Ri, tiến về phía trước. Đường dọc chảng, anh tự bắn được một con kỳ đà, xào với tương hột, ăn cũng khá ngon. Mình toàn đi phía sau vì chốt toàn chạm giữa. Anh Điều đã đi trước. Vừa nhận tin, anh Điều cắt rừng, đụng miên. Đi chung với anh Thì, anh Điều thì chạy thoát, còn anh Thì A trưởng A5 bị mất tích. Đang tổ chức đi tìm, hy vọng là tìm được anh. Sáng hôm sau lại hành quân. Đường hành quân lần này đi xuyên qua rừng. Rừng biên giới ở đây cũng giống như nhiều khu rừng khác, chỉ khác là ở chỗ được phổ biến nhiều mìn. Buổi trưa dừng chân ở giữa rừng nấu cơm ăn, lại đi tiếp. Xế chiều bắt đầu lọt vào rừng cao su đất đỏ. Đường đi ở bìa rừng cao su, đi đến xế chiều thì ngừng nghỉ ở một ngã ba. Xung quanh toàn là rừng le. Nhận được tin đã tìm được anh Thì. Anh Thì chỉ bị một viên AK vào đùi phải, gãy xương nhưng vẫn còn sống. Mình thấy võng cáng anh Thì do anh Điều dẫn đường, đi ngược lại nhưng không hỏi han gì được. Vì đường sao tập trung lính đồng thế, phải cắm cúi đi. Ngồi chờ lệnh ở ngã ba thì bỗng nghe ầm một tiếng nổ đanh gọn chỉ cách mình khoảng 100 mét ở dưới ngã ba. Đê mẹ, dính lựu đạn rồi. Một lúc sau, một anh cõng một chiếc áo xanh chạy theo hướng võng anh Thì đi. Quan sát trên lưng thấy rõ những vết máu thấm ra khỏi miệng, nhưng chừa một vệt vắt từ vai trái xuống lưng không bị gì,
do đeo ruột tượng gạo, nghe nói lựu đạn gài trên cây. Đêm hôm đó, dừng nghỉ trong một bìa rừng cách ngã ba hơn 200 mét, trời đổ mưa tầm tã. A Mình mới nhận một chàng Hà Nam Ninh tên là Thanh, nhập ngũ tháng 11 năm 77. Anh chàng ngồi cùng mình co ro dưới tấm tăng. Mình thấy Thanh móc gói hoa mai ra hút, mời mình một điếu. Mình đang vã vì hết nhãn thuốc dê, lại được thuốc đầu bằng hẳn hoi, liền làm công tác bộ đội vận. Ủa, mới nhận nhu yếu phẩm à? Thanh gật đầu. Còn nhiều không? Thanh móc gói thuốc ra, nhìn rồi trả lời. Gần nửa bao. Hút xong điếu thuốc, mình hỏi bâng quơ vài mẩu chuyện và nói qua về quân số tiểu đội. Sau đó thì còn bao nhiêu thuốc thì hút hết, để ngày mai mưa ướt hết cũng vậy. Chàng Thanh nhìn mình rồi móc cho một điếu nữa. Sau đó anh chàng đưa mình tiếp hai điếu và nói, còn lại để dành. Sau này khi sống chung với nhau thân, vào một dịp vui, Thanh nói, hồi mới vào đơn vị, mày dụ thuốc lá của tao. Nghe xong mình nhõn miệng cười trừ. Sáng hôm sau mới 4 giờ sáng đã hành quân. Đường đi cắt rừng do anh Nghị xe phó dẫn. Mình thấy hơi mệt vì đêm qua mắc mưa mà trên lưng lại hai cuộn dây, nặng quá. Đi liên tục không nghỉ, đến sáng vẫn không ngừng ăn sáng. Mình đuối quá nên đi hơi chậm. Lúc gần 8 giờ thì ngừng lại. Mình được phân công ở lại một mình chờ phía sau lên tiếp dây. Ngồi một mình giữa rừng cao su, trời lạnh lạnh. Vừa ăn cơm nắm vừa ngóng ở phía sau. Khoảng nửa tiếng sau thì có một túp người đi tới. Có anh Cảnh đây rồi. Lại tiếp tục lên đường. Đi đến chiều tối thì áp sát nhập với toán đi đầu của anh Nghị. Tối đó nghỉ chung với e bộ 174. Lần đầu mình biết mặt chú Năm Phúc. Nghe chú nói với công binh, ở tạm thôi, quét cho chú một cái hố vừa vừa, khỏi phải đào hầm lớn. Mình cũng tìm một chỗ trũng rồi giải tấm tăng ra nằm ngủ. Sáng hôm sau, anh Cảnh dẫn mình đem theo hai cuộn dây, cắt hướng ra đường dây trục. Đường đi băng qua một rừng cây xá tị. Dài gần hết quận 2 thì gặp một con đường đất đỏ, có đường dây, nối vào rồi quay về. Mắc máy và tăng âm, vào thì chuông đổ. Mình báo chú Năm có điện của sư. Tăng âm phát ra rõ tiếng cười rộn ràng của trên vì 174 đã chiếm được 11. Mà quân đoàn 3 vẫn còn y ạch ở Phung Đa, lại lên đường vào 11. Trưa hôm đó, ăn cơm ở 11, đường dây về tổng đài lại bị đứt. Mình phải đi sửa dây. Xế trưa bắt đầu hành quân về đại đội. Đường đi dọc lộ 7, mình thấy xa xa máy bay chúi xuống ném bom. Hướng quân đoàn 3 vẫn còn nổ súng. Vừa về đến cứ, đóng tạm trong một phum, thì mình lên cơn sốt dữ dội. Nằm trên chiếc võng mà người cứ run run, như thằn lằn đứt đuôi. Vừa lúc đó thì view âm. Pháo miên bắt đầu giã trúng đội hình sư. Mình nghe tiếng pháo thỉnh thoảng cứ rít lên mà không lết nổi xuống hầm. Bụng bảo dạ, kệ mẹ nó. Một lúc sau, y tá tiểu đoàn xuống tận võng mình khám, đột cho mình một mũi và cho một nắm thuốc. Sau đó nói mình, xuống hầm mà nằm, không được nằm trên võng. Đến sập tối thì được lệnh di chuyển vì điểm đóng đã lộ. Mình được ưu tiên đi xe vì bệnh. Lên xe chạy khoảng 1 giờ. Đường đi khoảng 200 mét, có một tổ trinh sát đến chốt dừng lại mắc võng, nằm liền vì đang lên cơn sốt tiếp. Buổi sáng thức dậy, mình thấy đang ở trong một cái nhà tranh thật lớn, bốn bề trống hoác, tương tự như nhà kho đang xây dang dở, chưa làm vách xong. Hơn 15 mạng ở cái nhà tranh này. Xung quanh là bãi cỏ, rau rền gai mọc hoang rất nhiều. Cách 150 mét là một phum nhỏ với hàng dừa lẫn cây thốt nốt rất cao. Những ngày ở đây, sức khỏe mình hồi phục dần. Thức ăn thì thịt bò ở các chốt tiếp tế về hàng tạ. Miệng mình còn đắng nên sau mấy bữa ăn cháo, thằng Thắng người Sĩ An xào thịt bò với lá lốt một nồi, kêu mình ăn với lương khô 701 mới được phát, ngon lắm. Nhìn nó ăn ngon lành mà mình nếm thử nghe lạt lạt, nuốt không nổi. Có một thanh lương khô mà ăn triệu chảo mãi không hết. Rồi cũng hết bệnh, ăn trả bữa. Khỏe ra thì mình đi hái rau càng cua về xào thịt bò trộn lên ăn. Tội lính Hà Nam Ninh ăn khen ngon quá trời. Có một tay Hà Nam Ninh lùn lùn, mập mập,
Trước khi ra chốt, còn Từ Dã nói: "Mày ở lại, hái rau ngòm cua chén thịt nha." Mình nhớ mãi câu nói trên. Lại được lệnh về chốt cùng tiểu đội. Đi bộ một mình chỉ 5 cây số theo đường bò. Tiểu đội mình ở trạm giữa. Ở chỉ được 2 ngày lại di chuyển. Lại theo anh Điều cắt rừng giá tị. Mới đầu mình không biết là cây gì. Nhìn giống cây rừng, lá hơi to, giống lá dầu. Nhưng sao mọc có hàng, có lối, giống cây cao su. Mình hỏi anh Điều: "Sao rừng cây này nó mọc thẳng hàng quá vậy anh? Mà lại chỉ có một loại." "Đúng là dân cày đường nhựa." Anh Điều trả lời: "Là cây giá tị, trồng lấy gỗ làm báng súng." Rồi cũng quay về trạm giữa. Tiểu đội mình chuyển trạm giữa. Mình, anh Xây, Nở, Khinh và Thắng đóng ở một phum. Nguyên một phum chỉ có 5 mạng. 2 ngày sau đó có thêm 5 mạng của trung đoàn 23 đến đóng cách 150 mét. Chốt anh Thuấn ở phía trên điện xuống cho nửa con bò. Thế là thịt bò tùm lum món. Mình với Nở ra bụi tre lấy gần chục ngọn mang về, lột ra cho vào chả gang to. Dưới là đống xương gần thịt bò bạc nhạc. Ở dưới tống một cây cột nhà vào. Rìu rìu 2-3 ngày, chẳng ai thèm động vào vì thức ăn quá nhiều. Nào là thịt bò xào lá lớp, nướng, luộc, kho, nấu cháo, hầm bà lằng. Cho F23 thịt bò, nó hữu hảo cho lại một nửa bi đông rượu. Thế là nhậu sừng sừng thì bắn súng. Đứng trên nhà sàn không còn vách gì, đã gỡ gỗ làm củi trụng cả. Có 3 mạng, mình, anh Xây, Nở đố nhau bắn trúng cái cột nhọn bằng ngón tay của nóc nhà sàn kế bên. Cách khoảng 40 mét, Nở bắn trước. Súng AK Nở là súng tiệp tước ngắm 10 bằng đạn RPK 50 viên xin được của tụi đặc công 429 rất ngầu. Súng bắn rất chỉnh, chuyên dành đi săn cho cả A. Nhắm có bệ tì hẳn hoi. Băng! Chật lất, cái đầu nhọn vẫn còn nguyên. Tới mình cũng vẫn còn nguyên. Anh Xây nói: "Tụi mày bắn như cục pin ý." Nở gân cổ: "Ông ngon thì bắn đi." Súng anh Xây là khẩu AK thời hồi đó. Thước ngắm bay đầu mất tiêu, trụi lũi. Anh Xây nói: "Coi tao đây." Băng! Cái đầu nhọn nhọn rụng một khúc. Nở quê quê nói: "Ông ăn may thôi, súng không còn thước ngắm mà cũng trúng." Nói xong Nở ngắm lại và bằng cũng chật lất. Anh Xây lại nói: "Hên à, coi lại này." Lần này thì cái đầu nhọn bằng ngón tay đã rụng một khúc cả tấc. Mình ôm bụng cười bo trong khi mặt Nở nghẹt ra. Anh Xây hỉ mũi nói: "Súng không còn thước ngắm, nhưng tao có cách ngắm của tao chứ bộ. Mày nghĩ cái này rượu bắn à?"